Mày cứ việc cái tao giao cho nó mày không được đâu. Mày là ai? Mày là cái gì? Do này. Mày cứ có cái việc đến nếu cái việc của mày đó. Một cái nhang. Xong. Rồi nói. Bố. Thôi bây giờ con chúc bố ngủ ngon, con ôm bố. Ông vô, tao chỉ đạo mày luôn. Tôi vô, tôi vén mùng lên, tôi ôm ông, tôi nói con với anh Lan. Đến con Lan học trèo. Rồi. Vì mày là cái nó gì mày dẫn vào. Mày dẫn vào luôn. Đi. Tao mày như mày vào, mày chưa đến tận tâm lượng gì vào. Đi.